Nguyên tắc 6 chữ thông để tăng cường sức khỏe mỗi ngày thì chúng ta nên áp dụng nguyên tắc 6 chữ thông này nha. Thứ nhất là thông khí, chúng ta hãy tập thói quen là thở đúng và thở đều đặn mỗi ngày nha, để tăng cường sức khỏe cho phổi và tim bằng cách là hãy hít sâu, thở chậm. Và khi hít vào thì bụng phình ra, và khi thở ra thì bụng sẽ xẹp xuống. Thứ hai là thông tâm, hãy cố gắng sống vui vẻ, lạc quan và tích cực. Thì khi ấy tâm sẽ tịnh và lúc đó suy nghĩ của mình sẽ được thông suốt. Thứ ba là thông huyết quản, chúng ta hãy cố gắng là vận động và tập thể dục mỗi ngày nha, để giúp điều hòa khí huyết và đồng thời sẽ làm tăng quá trình trao đổi chất tốt hơn. Thứ tư là thông đường ruột và dạ dày bằng cách là ăn đúng giờ và đúng cách. Ví dụ như là ăn đủ chất này, ăn chậm, nhai kỹ này và ăn vừa đủ no thôi nha. Thứ năm là thông đại tiểu tiện bằng cách là hãy xây dựng cho mình một thói quen đi vệ sinh đúng giờ nha, và cố gắng là đừng nhịn, đừng nín nha các bạn. Và cuối cùng là thông tuyến mồ hôi, hãy để cho cơ thể của mình được hít thở khí trời nhiều hơn nha, và toát mồ hôi tự nhiên nữa để giúp cho cơ thể của mình thải độc là tốt nhất. Nhưng mong rằng nguyên tắc 6 chữ thông này có thể giúp được phần nào cho các bạn cải thiện được sức khỏe của mình mỗi ngày nha. Và đừng quên chia sẻ điều này đến với thật nhiều gia đình để tất cả mọi người cùng áp dụng nha. Cẩm nương cùng gia đình bạn giữ lửa yêu thương.